OK, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử. Em là Phong đây. Thì ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại đây để tiếp tục uh, cập nhật cái cuộc hành trình mà Bitcoin leo dốc để đi lên những cái vùng giá cao hơn, anh chị ha. Thì ngày hôm nay em sẽ cố gắng để đưa ra những cái nhận xét về những cái vùng giá hiện tại, những cái setup hiện tại nó đang có những cái vấn đề gì xảy ra khi mà uh, trong thời gian vừa qua thì Bitcoin đã đẩy giá của nó lên khá là nhiều rồi. Thì trước khi đi đến với nội dung tiếp theo video ngày hôm nay á, thì em xin giới thiệu đến anh chị một tí về cái sự kiện cuộc thi giao dịch Future World Cup đến từ nhà GAO nha anh chị nha. Và với cái tổng thưởng lên đến con số là 5 triệu đô thì ở trong cuộc thi này có rất là nhiều cái phần thi và cũng như là những cái sự kiện xung quanh để anh chị có thể là kiếm phần quà và cũng như là anh chị có thể là cạnh tranh với những trader khác để mà chúng ta săn được những phần thưởng lớn nha anh chị nhé thì đối với chương trình hiện tại thì cuộc thi nó vẫn chưa bắt đầu cho nên là anh chị vẫn còn thời gian để thời gian tới chúng ta đăng ký vào thì ở đây chúng ta sẽ có hai phần thi chính đó là cuộc thi đồng đội và cũng như là cuộc thi cá nhân thì đối với cuộc thi đồng đội thì chúng ta thấy được là cái buôn thưởng lên đến là 4 triệu đô thì cái điều kiện để mà tham gia cuộc thi này rất là đơn giản là chỉ cần 200 trăm usdt trong tài khoản kể cả là sport hoặc là future thì anh chị đều có thể là đăng ký vào cuộc thi này và ngoài ra thì anh chị có thể là à, kéo thêm bạn bè của chúng ta vào nếu mà anh chị à, có những cái thành viên à, hộ nhóm của anh chị, anh chị có thể là kéo vào tạo ra một cái đội để mà chúng ta có thể trading để mà tranh tài với những đội khác nha anh chị nha. Và những cái mức giải thưởng nó rất là hấp dẫn luôn. Tại vì cái pool này nó lên tới là 4 triệu lận cho nên là nếu anh chị mà chơi tốt thì anh chị có thể là kiếm được những phần quà rất là hấp dẫn. Và ngoài ra thì anh chị cũng có thể là tham gia vào cuộc thi cá nhân thì cái pool thưởng ở cuộc thi cá nhân nó cũng không hề nhỏ là lên đến là một triệu đô nha anh chị nha thì tương đương nó rơi tầm 24 tỷ Việt Nam á anh chị thì uh, nếu mà anh chị muốn tham gia anh chị có cái kỹ năng, anh chị có kinh nghiệm trading anh chị hãy tham gia vào cuộc thi này uh, với ít nhất cái số vốn ít nhất là 200 đô thôi thì anh chị đã có thể là tham gia vào rồi anh chị ha và uh, trong xuyên suốt cái cuộc hành trình về cái sự kiện của GAO á thì chị thấy được là có rất là nhiều sự kiện đứng kèm để anh chị có thể kiếm được những cái phần quà đến từ cuộc thi này thì đầu tiên đó là 60.000 đô pon thì anh chị nào chưa có tài khoản thì anh chị có thể đăng ký dưới cái đường dẫn của team để mà chúng ta tham gia vào cái vấn đề là đăng ký sớm để anh chị nhận phần quà ha. Người mới sẽ được nhận là 50 Robon và người dùng hiện tại thì được 20 Robon bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 cho đến là 18 tháng 8 thì anh chị hãy lưu ý trong khoảng thời gian này nếu anh chị chưa có tài khoản anh chị hãy đăng ký dưới link của tụi em để mà vừa nhận được phần quà hấp dẫn từ cái đường dẫn giới thiệu của tụi em, vừa nhận được thêm cái pon khi mà anh chị đăng ký tham gia vào cuộc thi này nha anh chị nhé. Ngoài ra còn những cái liên quan khác Ví dụ như là anh chị à, tham gia vào đội nhóm cuộc thi đồng đội này nè Thì anh chị đăng ký sớm 5 thành viên ở trong cái đội đăng ký sớm Thì anh chị sẽ nhận được 20 đô bon nữa Thì người mới tính ra là anh chị vào đây anh chị sẽ nhận được là 70 đô bon Một con số rất là tuyệt vời Để anh chị có thể là trading Và cũng như là giảm những cái liên quan đến chi phí khi mà anh chị chơi đinh ha Thì không dừng lại ở đó thì họ còn có thêm là NFT Rồi anh chị còn có thể là chơi rút thăm nữa Thì rất là nhiều cái sự kiện được diễn ra song song với cuộc thi này Cho nên là đừng chừng chờ anh chị hãy tham gia và cũng như là kiếm được những phần quà hấp dẫn đến từ cuộc thi giao dịch Future World Cup của Gale anh chị nhé. Thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với thị trường crypto. Thị trường crypto ở trong thời gian vừa qua anh chị thấy được là sau cái sự điều chỉnh đến cái vùng 23.500 đô chúng ta thấy là có một sự bật lên và sáng ngày hôm nay chúng ta đã chạm đến cái ngưỡng gần như là đến 25.000 đô rồi. Và ở trong 24 giờ vừa qua thì Bitcoin tăng 2.38%. Ethereum tăng không hề nhẹ 5.61% thì cái việc mà tăng 5.61% này á thì em cũng đã dự đoán được trước rồi bởi vì trong thời gian tới thì họ khi mà ai nắm giữ Ethereum thì hình như là được tặng con đó hình như là được tặng con anh chỉ có thể đọc thêm béo à, ngoài ra thì chúng ta có BNB tăng chữ nhẹ nhẹ 1.11%, cả Dano tăng không hề kém cạnh 4.88% và rất là nhiều đồng anh con khác và trong đó trong sáng ngày hôm nay thì bên team cũng có một cái lệnh long Solana thì anh chị thấy được là tăng đến 10 gần 10% rồi 10% ha một con số rất là tuyệt vời thì nhìn chung thị trường anh con đến thời điểm hiện tại đã bắt đầu có sự phục hồi à, sau khi Bitcoin chạm ngưỡng hỗ trợ và vùng lên lại À, để xem thử là thời điểm hiện tại là Bitcoin này phải ứng giá ra sao anh chị ha. Về nến ngày đi. Tuy là ở cái ngày hôm trước đó là khoảng ngày 11 tháng 8 á thì anh chị thấy được là một cái cây. Một cái cây này là một cái nến rất là khó chịu đâm đầu xuống nhưng mà ngày hôm sau chúng ta thấy được cái lực kéo lên nó vẫn khá là tốt. Vẫn khá là tốt nha anh chị nha Thì cái cây nến này là một cái cây nến Quét thanh lý ở những cái lệnh trước đó 24.700 thì em cũng đã nói vấn đề này rồi Thì nó cũng đã quét thanh lý Đi khá, khá là nhiều và sau đó Thì tiếp tục là trong một cái đà tăng Bởi vì anh chị biết được là trong cái ngày trước Thì chúng ta đang ngồi chờ cái tin tức về uh, CPI khi mà tháng trước đó Thì nó là 9.1% Nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được nó giảm Sâu hơn so với mức kỳ vọng luôn anh chị ạ à. Thì rất là nhiều người kỳ vọng là Nó chỉ giảm trong vòng khoảng là 0 thôi. Nhưng mà nó đã giảm đến cái con số hiện tại là CPI là 8.5%, một con số rất là tích cực cho thị trường. Cho thấy được là trong thời gian vừa qua xăng dầu giảm thì nó cũng đã ảnh hưởng đến một phần nào đó về cái chi phí và hàng hóa, dịch vụ ngoài kia nha anh chị nha thì nó đã giảm bớt đi về cái chỉ số về lạm phát. Thì trong tháng này thì như anh chị biết được là chúng ta không có bất cứ một cái thông tin nào về lãi suất nữa cho nên là chúng ta vẫn à, vẫn vẫn sẽ có thể là tiếp tục kéo dài cái đợt tăng này thêm một chút nữa, thêm một chút nữa. Thì về cơ bản về chỉ báo cluster của chúng ta đây thì chúng ta thấy được là nó vẫn đang cố gắng để rướng lên rướng lên theo từng ngày để chạm đến khu vực quá mua trước khi có sự điều chỉnh thì đây là cũng là cái tín hiệu tốt cho thấy là so về khung ngày chúng ta vẫn tốt và nếu mà chúng ta nhìn vào khung tuần khung tuần chúng ta ở qua bán và đang tiếp tục cố gắng nỗ lực ở trong những tuần vừa qua nó đã rất là cố gắng để kéo cái mức giá lên dù là cứ lên xong xuống lên xong xuống nhưng cuối cùng thì cái cây nến tuần ở trong những cái tuần trước đó nó rất là đẹp để mà có thể là đưa cái mức giá của Bitcoin phục hồi sau nhiều tháng sau nhiều tháng mà nó đã phải điều chỉnh và cũng như là sideways mệt mệt mỏi đúng không anh chị. Thì uh, đó là về những cái góc nhìn về khung tuần và khung ngày. Chúng ta hãy nhìn vào cái khung ngắn hạn hơn một tí, đó là 4 giờ. Ở khu vực 4 giờ hiện tại anh chị thấy được là nó có cái sự break cao ra khỏi cái đường giá là cái khu vực kháng cự trước đó là 24.000 năm. 24.000 năm và đóng nến ở trên này nha anh chị nha. Thì những ngày vừa qua thì anh chị nào mà theo dõi em ở trên Telegram á thì em cũng đã post những cái bài viết là nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến những cái vòng uh, cái mức TB nó cao hơn thì uh, anh chị thấy được là cái vùng hỗ trợ Quicklow lâu chúng ta nó đã phản ứng rất là tuyệt vời cho thấy là cái lực cầu cái lực cầu ở khu vực 23.500 đô này cực cực kỳ lớn cực cực kỳ lớn nha anh chị nha và nếu chúng ta nhìn vào dữ liệu ở trên trading line thì ở khu vực 23.500 đô thì em cũng đã có những cái dự báo về khối lượng cái tường mua ở dưới đây thì anh chị thấy cái đường màu vàng nè khối lượng tường mua ở đây rất rất là dày đặc rất là dày đặc khiến cho giá cả của nó không thể sập sâu được không thể sập sâu được và ở trong những ngày vừa qua thì những cái tường mua này đã được kích hoạt và cũng như là đẩy mức giá của ta lên cao hơn và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được là nếu với cái mức giá mà sáng nay nó dao động đến là khoảng 24.800 Chúng ta đã có một cái tường bán một cái tường bán bắt đầu xuất hiện ở đây Một cái tường bán khá là lớn nha anh chị Một cái tường bán ở đây Rất là lớn Cái đường màu vàng này là anh chị thấy nè Thì đó là một trong những cái lý do cho thấy là Họ đã bắt đầu cung ra để bán dần à, Đối với những cái vị thế của họ Thì xét về mặt kỹ thuật đi Xét về mặt kỹ thuật một tí Thì chúng ta thấy được là Ừ À, chúng ta đang có một cái trên trên thế này thì mức giá nó không thể vượt qua khỏi cái khu vực giá là 24.800 và sau đó thì có một cái lượng kích hoạt uh, những cái lệnh bán ra. Thì uh, thì đây cũng là một cái tín hiệu điều chỉnh mà em thấy là nó cần thiết, cần thiết để mà nó nguội bớt lại bởi vì anh chị thấy được là chúng ta đã có một cái đà tăng khá là kéo dài. Nếu mà nhìn ra chúng ta có cái đà tăng khá là kéo dài từ cái khu vực từ cái khu vực là khi mà nó chạm tới cái mốc là 17.000 đô đây 17.600 đó và nó kéo dài đến thời điểm hiện tại luôn anh chị thấy thì đây là một cái khoảng thời gian cực kỳ dài rồi và ở à, thời điểm hiện tại á, khi mà nó phá vỡ ra những cái mốc kháng cự á, thì nó cần phải có những cái sự điều chỉnh để mà retest và cũng như là làm nguội bớt lại ở cái thị trường nha anh chị nha thì em sẽ kéo thử thời điểm hiện tại là chúng ta sau cái đợt tăng lần này chúng ta đã tăng lên cái mức là khoảng 40% đối với Bitcoin từ cái vùng giá là à, 17.600 và đến thời điểm hiện tại là 57 ngày tức là gần một tháng ở chúng ta bắt đầu là rục rịch có những cái tín hiệu hồi đúng không ạ thì thời điểm hiện tại cái mức kháng cự nào là cái mức mà chúng ta đang mong muốn thì như những ngày trước em phân tích cho anh chị thì anh chị thấy được là cái vùng 0.618 của Fibonacci thoái lui đang là một cái vùng mà chúng ta đang mong muốn là nó hướng đến và sau đó chúng ta sẽ xem xét là có điều chỉnh từ cái vùng giá này hay không hay là tiếp tục tăng trưởng lên cái vùng giá để close 28 000 năm uh, uh, 600 500 đô đây để anh chị thấy nè. Thì đây là cái vùng hỗ trợ được trước thì bây giờ nó trở thành kháng cự. Thì nếu như cái khu vực 0.618 26 200 này á mà nó bị phá vỡ bị phá vỡ thì chúng ta sẽ tiến đến cái vùng khu vực là 28.000 đô nhưng mà trước mắt ở trong những cái khung khung ngắn hạn đi hãy nhìn về khung một giờ trước chúng ta thấy được là cluster thì đã có cái tín hiệu là muốn điều chỉnh muốn điều chỉnh rồi thì anh chị thấy được là giá cả cũng đã bắt đầu có sự phản ứng đúng không ạ đó về khung 2 giờ khung 2 giờ chúng ta cũng đã chạm vào quá mua và cũng đang có tín hiệu là điều chỉnh theo giá rồi thì đây là một cái tín hiệu mà em thấy được là nếu mà nhìn vào khung từ 2 giờ đổ lên thì chúng ta đang thấy là chúng ta có cái mức đóng cửa mức mức nến đóng cửa đóng lên trên ở cái khu vực giá trước đó nha anh chị nha chúng ta có cái mức đóng ở trên này ở trước đó thì chúng ta thấy được là chúng ta vẫn đang tạo ra nếu không tính râu không tính cái râu nến á thì chúng ta vẫn đang tạo ra những cái gọi là cái đỉnh sau kia hơn cái, cái đỉnh trước và nó đang cố gắng nó rướng lên anh chị ha thì đây là một cái tín hiệu không mấy là tốt ở trong ngắn hạn cho nên là thời điểm này nếu mà anh chị muốn chơi sót xuống thì đã quá muộn rồi thì chúng ta không nên chơi sót ở thời điểm hiện tại nha anh chị chúng ta đang ở trong một cái xu hướng là xu hướng tăng ở trong ngắn hạn thì hãy đánh theo cái chiều tăng đừng bao giờ bắt ngược cả anh chị. Thì uh, với cái sự điều chỉnh ngắn hạn này, thì cái mức giá của nó cần phải cần phải giữ được ít nhất là quyết lâu 23.500 đô của chúng ta. Uh, nó phải giữ được khu vực này đã anh chị. Và nếu như mà khu vực này mà vỡ, nếu mà khu vực này mà vỡ thì rất có thể là cái tình trạng xấu xảy ra, chúng ta sẽ vòng giá đi sâu hơn. Nhưng mà em uh, đối với thời điểm hiện tại khi mà tin tức không nhiều. À, chúng ta chỉ có một cái tin về Mt gods nó sắp à, được trả à, cái 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 lượng bitcoin cho những cái người tiêu dùng trước đó bị scam á à, bị bị scam á thì chúng ta thấy được là thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa chưa có nhiều thông tin về nó thực tế ra mà nói thì à, sau một khoảng thời gian bảy tám năm khi mà Mt gods họ cầm cái số bitcoin đó và chưa có hoàn trả và cũng như là chưa có bồi thường cho những cái nhà đầu tư á thì ta thấy là nếu mà đến thời điểm hiện tại thì anh chị nghĩ là họ có muốn bán bitcoin ở mức giá này không thì nếu mà theo em á họ đã chấp nhận được năm thì không ngại gì mà họ không chờ chờ cái mức giá của bitcoin nó lên cao hơn để mà họ chốt đúng không ạ? cho nên là cái về cái tin tức mtos thì chúng ta cần phải phân tích thêm nhiều hơn. thì kết lại đối với bitcoin ha kết lại đối với bitcoin sự điều chỉnh lần mạnh này là một sự điều chỉnh mà em thấy là cần thiết để cho cái nhịp của thị trường bắt đầu nó hồ nhẹ lại hồi nhẹ lại có nghĩa là nó bắt test nhẹ lại nó một cách rất là lành mạnh để tiếp tục có một cái đà tăng trưởng mới hơn và, mạnh hơn ở trong thời gian trong tuần tới thì đó là cái kỳ vọng của em đầu tiên là 26.200 đô thì cái TB thì em vẫn đang giữ ở trong đó và nếu mà anh chị tính lo ở thời điểm này hãy đợi hãy đợi nha anh chị nha những cái mốc hỗ trợ như là 24.200 nè rồi khu vực VAH là value area 2 của chị Bavis Grand Volume Profile á thì anh chị hãy đợi 23.900 và cuối cùng 23.000 năm thì ở trong những cái mức hỗ trợ này, nếu như có tín hiệu đảo chiều thì đó là một khu vực anh chị có thể long được về cũng như là anh chị nên kết hợp với cluster ha, nên kết hợp với cluster để xem thử là thời điểm đó là qua bán hay chưa để chúng ta có thể là ở canh vào một cái lệnh long một cái setup đẹp để chúng ta long lên kiếm một cái mức lãi tiếp theo. Và cái việc mà long lên ở những cái khu vực mà nó lưng chừng hạnh phúc như thế này á thì anh chị phải cân nhắc thật là kỹ ha. Và tất cả những cái nội dung mà em truyền tải đến anh chị thì anh chị nên nhớ là không được xem là lời khuyên đầu tư Và em chỉ ở đây đưa ra những cái nhận định cá nhân của em Và những cái gì mà em chơi hàng ngày á Thì em chỉ và cũng như là nói ra cho anh chị thấy những cái nhận định của em Những cái nhận xét của em thôi Tại vì à, cá nhân em chắc chắn là không thể nào mà đúng hoàn toàn à, xuyên suốt được à, Thực tế ra thì à, những cái con sóng trước đó lên xuống lên xuống Ở những khu vực này thì em đoán đúng hết Nhưng mà có thể là một ngày nào đó đẹp trời em đoán sai thì sao đúng không ạ Cho nên anh chị nên tự cân nhắc với cái số tiền của mình Vì tiền là ở trong túi của anh chị cho nên anh chị khi mà anh chị xài nên anh chị phải cân nhắc thật là kỹ anh chị ha đừng có nghe theo em đó thì đó là về bitcoin chúng ta vẫn sẽ mong chờ một cú tăng trưởng tiếp theo bởi vì khung ngày khung tuần đều đang là một trong những cái tín hiệu rất là đẹp rất là lạc quan để chúng ta tiếp tục ở trong những cái bước sóng cuối của cái đợt sóng hồi lần này nha anh chị nhé thì à, về bitcoin là như vậy thì bây giờ chúng ta hãy nhìn về tổng vốn hóa thị trường hãy nhìn về tổng vốn hóa thị trường một tí ở trong video lần trước thì em đã phân tích là khi mà vốn hóa thị trường có cái uh, vấn đề là quá quá mua á, thì bắt đầu điều chỉnh thì em cũng đã đưa ra cái nhận định là nó sẽ tiếp tục là giữ ở trên cái cạnh trên line này và anh chị thấy được là nó đã đạt cái yếu tố chúng ta mong muốn và tiếp tục tăng ở trong thời điểm hiện tại ha và nếu mà anh chị kéo ra một tí chúng ta vẫn đang gặp một cái cản ở trong ngắn hạn này về vốn hóa tổng vốn hóa thị trường ha chúng ta đang gặp một cái cản và anh chị thấy được là cái sự phá vỡ ra của vốn hóa so với cái cản này nó chưa thật sự là tốt cho nên là thời điểm hiện tại em vẫn đang uh, có một cái tâm trí là khả năng thị trường sẽ điều chỉnh nhẹ trước khi có những cái bước đệm sóng tăng trưởng tiếp theo và cái vùng vốn hóa tay ghép mà em vẫn đặt ra ở trong suốt những cái tuần vừa qua là 1.300 tỷ thì chúng ta hãy chờ đợi trong những cái tuần tới nó chạm được cái mốc này phản ứng của vốn hóa ra sao chúng ta có thể là uh, suy xét được rằng Bitcoin hay là Ancon nó có cái hành động dài như thế nào về vốn hóa của tổng thị trường là như vậy thì về vốn hóa của Ancon thì sao? Về vốn hóa của Ancon, chúng ta thấy được là cái mức tăng trưởng nó vẫn tăng đều, nó vẫn tăng đều và chúng ta thấy là nó vẫn đang giữ cho mình một cái trên line khá là đẹp như thế này, một cái sự uh, gọi là một cái cái góc tăng khá là khá là cao anh chị ha. thì uh, nó cũng tương tự với lại vốn hóa của tổng thị trường, nó cũng đang gặp một cái kháng cự quanh cái khu vực là khoảng 690 đến 700 tỷ này ở 690 là 700 tỷ thì thời điểm hiện tại thì tại sao á anh chị thấy được là bitcoin nó tăng khá là nhiều rồi mà tại sao anh còn chưa tăng thì anh chị hãy quay trở lại về cái quy luật cái dòng tiền mà ngày trước đó anh có làm là một video á, anh chị có thể lên trên kênh anh chị xem lại thì vốn hóa khi mà bitcoin tăng bất cứ thời điểm nào khi mà anh chị thấy bitcoin tăng việc đầu tiên mà bitcoin làm đó là gì đó là kéo vốn hóa thị trường kéo vốn hóa lên có nghĩa là Ờ, thời điểm Bitcoin tăng lên là vốn hóa đẩy vào thị trường Thì Bitcoin là ông vua thì nó sẽ kéo cả thị trường lên Và cái dòng vốn mà đổ mới vào thị trường đó thì nó sẽ chắc lọc Khi mà Bitcoin đang tăng á, thì thời điểm đầu á, cái vốn hóa nó sẽ rải đều cho anh con Cho nên anh chị thấy được cái câu chuyện là Tại sao mà anh con nó không tăng nhiều mà nó cứ lét đét là vài phần trăm mỗi cái đồng của anh con Đó anh chị thấy đây là cái dàn con top thì cứ mỗi đồng là vài phần trăm mỗi đồng vài phần trăm tức là vốn hóa của anh con thời điểm hiện tại nó chưa tăng mạnh bởi vì nó vẫn đang chờ đàn ăn của nó là Bitcoin khi mà Bitcoin tăng xong sideways à, thì nó sẽ tạo ra cái tín hiệu tốt để cho anh con tăng trưởng cho nên là thời điểm này nếu anh chị đã ôm anh con những cái mức giá khá là đẹp từ trước đó khi mà em có phân tích cho anh chị từ khu vực dưới này khu vực dưới này khu vực dưới này luôn rất là nhiều lần rồi em đã phân tích cho anh chị hãy ôm anh con từ từ DCA thì nếu mà anh chị đã có Ancon thì hãy giữ và chúng ta hãy che cho nó cái niềm tin là trong thời gian tới Bitcoin khi mà tăng trưởng xong đến lượt Ancon thì chúng ta sẽ thấy khởi sắc anh chị ha. Thì đó là về vấn đề là vốn hóa anh con Thì bây giờ chúng ta hãy xem ông vua của anh Ancon một tí. Đó là Ethereum thì à, như cái cây cột không? Bị em kéo lên là anh chị thấy là chúng ta cũng sắp sửa chạm đến cái mức TB đề ra đối với Ethereum rồi đúng không ạ? Đó và chúng ta thấy được là sau cái lần trước, cái lần trước khi mà nó tăng lên à? nếu mà nhìn về volume lần trước ha và so với lần này thì nó như thế nào nó có khác biệt hay không đây lần trước khi mà cái cây nến này em sẽ dùm lại kỹ thật kỹ để anh chị hiểu ra được cái công dụng của volume nó tốt như thế nào đối với cái thị trường vốn hóa có vốn hóa như thế này chúng ta thấy được là nó tăng lên một cây nến đâm ra khỏi kháng cự này nhưng mà cái volume rất là bé vì vậy chúng ta thấy được là đây không được xem là một lần phá vỡ mà em luôn kỳ vọng là một cây nến dài với volume tốt để đẩy ra khỏi mức kháng cự này và sau khi nó tạo ra thêm một cây nến mới với một cái volume tốt như thế này thì đây chính là một cái lần xác nhận rằng nó phá vỡ ra khỏi kháng cự nha anh chị nha thì đây là một cái volume cực kỳ đẹp để cho thấy được ethereum có thể là phá vỡ ra kháng cự và tăng đến thời điểm hiện tại thì ở trong bất cứ cái yếu tố nào ở trong thị trường vốn hóa này anh chị đều có thể là áp dụng vào cái phương pháp của em hãy nhìn vào volume nếu như mà nó chỉ chớp nhoáng ra một cây nến xanh nó giả tạo với cái volume giảm với một uh, cái cây nến màu xanh dày đi dày thân luôn đi nhưng mà cái volume nó bé thì đó chứng tỏ là cái dòng tiền đến từ phái sinh cũng như là nhà cái nó đang cố gắng ở mấy cái maker đang cố gắng để nó làm giá thôi cho nên là anh chị hãy cẩn trọng với những cây nến như thế này và với cái volume như thế này nha anh chị nha hãy Joy khi nào mà chúng ta thấy được là nó có cái tín hiệu tốt như thế này hoặc là hãy joy ở những khu vực hỗ trợ đi anh chị thấy được là những khu vực hỗ trợ như thế này. Anh chị lo đến thời điểm hiện tại anh chị lời bao nhiêu? Lời rất là nhiều. Lời cực kỳ nhiều luôn anh chị 100% x2 dành cho tất cả anh chị. Nếu anh chị đã có những cái khu vực hỗ trợ kháng cự tốt, anh chị chơi loan hoặc hoặc là anh chị ôm um spot thôi anh chị cũng đã giàu rồi. Chứ chưa cần phải chơi long short future đồng bảy làm gì cả đó thì đó là cái uh, cái nguyên tắc và cũng như là một cái cách thức mà em nhìn vào biểu đồ hàng ngày và em phát hiện ra những cái yếu tố nào là những yếu tố tốt và chúng ta nên ghi chú nó lại để sau này nếu mà có gặp phải trường hợp như thế và chúng ta vẫn có thể là sống sót qua được những cái mùa uh, mưa bão anh chị ha à, về uh, vấn đề của ethereum chúng ta thấy rồi nếu anh chị có lời đã ít một uh, ít hai rồi đó anh chị những cái người trước đã ít hai rồi thì thời điểm này anh chị cũng có thể là thoát dần dần thoát chừng dần hoặc là có thể là canh khi nào mà giá cả nó vòng ngược trở lại Bitcoin có tín hiệu điều chỉnh lại và có tín hiệu quay đầu chúng ta có thể là gom lại rung tùy anh chị ha anh chị ha cái vấn đề này em sẽ không quyết giùm anh chị chốt lời thì không bao giờ sai thì tùy cái quyết định của anh chị thôi thì em thấy là nếu mà anh chị đã thà hoặc là anh chị đã ăn khoảng bao nhiêu phần trăm đó thì anh chị cũng nên cân nhắc là lấy cái gốc chúng ta ra nó vừa an toàn cho túi tiền nó vừa ổn định cho cái thời gian dài bởi vì là anh chị biết được là ở thị trường hiện tại là cái sóng hồi là cái sóng hồi thôi chứ không hề là một cái sóng dài đâu anh chị. Hãy nhìn đi ạ, hãy nhìn đi ạ. Chúng ta đã có một sự giảm khá là dài từ cái vùng đỉnh là gần 70.000 đô đến thời điểm sâu nhất là nó âm 74%. Thì với cái việc mà âm 74% thì chúng ta hoàn toàn ước vọng một cái lực hồi là cái điều hiển nhiên đúng không ạ? Và để mà nói là thời điểm hiện tại mà nó vùng lên nó tăng luôn á, nó chưa đủ yếu tố và kinh tế vĩ mô chúng ta vẫn chưa đủ yếu tố. Trong những cái tháng như là tháng 9 này rồi tháng 11 nè là những tháng mà sẽ có rất là nhiều cái thông tin về lãi suất và thời gian vừa qua thì Mỹ nó lại vừa mới in tiền nữa thì chúng ta phải đặt câu hỏi là đây có phải là sống hồ hay không thì anh chị tự quyết với cái suy nghĩ của mình ha còn đối với em đây là sóng hồ chứ không phải là trên đó và em chỉ ăn ngắn và cũng như là kiếm tiền trong cái lúc đeo trên như thế này thôi anh chị ha rồi thì bây giờ chúng ta hãy xem qua đàn anh kẻ một tí đàn anh kẻ của nó là dưới 100 Nasdaq Chúng ta thấy được là sự break cao thời điểm hiện tại là một sự break cao hoàn hảo về khung tuần. Về khung ngày chúng ta vẫn thấy được là sự tăng trưởng cố gắng để bứt phá ra khỏi cái vùng an toàn. Khỏi cái vùng an toàn nó rất là cao. Thì thời điểm hiện tại thì nó đã là cuối tuần rồi. Cho nên là chúng ta không thấy là nến chạy hay như thế nào cả. Nhưng mà đối với em, đối với em với sự điều chỉnh nhẹ như thế này bung lên á. Thì nó nó có thể là rướng tiếp nó vẫn có thể là rướng tiếp nhưng mà đến một cái chừng một cái chừng nào đó thì em nghĩ là nó phải có cái sự điều chỉnh thôi à, và nếu mà nhìn vào khung tuần để em sẽ kể một vài cái đường giá để chị à, nhìn cái góc nhìn của mình ha anh chị sẽ nhìn vào ở cái khu vực lần này đây đây là cái khu vực mà có sự từ chối giá ở cái năm 2021 đây vào khoảng uh, đầu năm 2021 chúng ta có một cái uh, sự từ chối giá thì em sẽ đặt ở đây là vị trí Quick low là cái nến tuần nó đóng ở khu vực này khoảng khoảng là 13.800 thì em sẽ ghi chú lại đây ha thì ở những lần trước đó chúng ta thấy được là khi mà Nasdaq chạm đến cái vùng là 13.800 thì có sự điều chỉnh lên cái uh, lần thứ hai thì nó bắt đầu có sự uh, gọi là fake cao ở đây là gọi là fake cao nè anh chị nè đó, volume tăng lên phá vỡ ra nhưng mà volume rất là bé, gọi là phát cao đó Thì chúng ta thấy được là nó lại điều chỉnh một lần nữa và trước khi nó tăng trực tiếp Thì cái thời điểm này là thời điểm đã, uh, up trên chúng ta không nói nhiều về nó Nhưng mà thời điểm hiện tại thì sao? Chúng ta đã sắp chạm đến cái khu vực này rồi Cho nên là trong thời gian tới, rất có thể là nếu mà đã, đã chạm đến cái khu vực kháng cự Wicklow này Hoàn toàn là chúng ta có thể là ước tính một cái sự uh, điều chỉnh nhẹ trước điều chỉnh nhẹ trước nha anh chị nha. ở trong cái tuần tới hoặc là tuần tới nữa, thì chúng ta hãy mong chờ rằng à, nó sẽ là một sự điều chỉnh vừa phải chứ không quá sâu, không quá sâu nha em. em em nghĩ là nó sẽ không quá sâu đâu bởi vì thì từ giờ đến cuối tháng thì còn nửa tháng nữa thì em rất là mong muốn là chúng ta sẽ thấy được một cái sự à, nhích lên tới khu vực Quicklow này đối với Nasdaq và cũng như là chúng ta sẽ kết thúc cái sóng hồ này tại đây à, và cũng như là nếu mà cái à, cái việc mà Nasdaq nó tăng lên như vậy á thì Bitcoin hoàn toàn có thể là đạt đến những cái mốc target mà chúng ta đã đặt uh, hy vọng từ trước là 26.300 và cũng như là cao nhất là 28.600 thì đến thời điểm này á anh chị sẽ biết ra một cái sự kiện diễn ra là gì không ạ thời điểm mà càng đeo trên mà càng rơi giá xác lập đáy thì không ai mua nhưng mà chỉ cần thị, thị trường nó có một cái tín hiệu xanh thì rất là nhiều người vào FOMO anh chị ạ em chắc chắn và anh chị là như vậy ở trong thời điểm hiện tại á em làm admin, em làm video rất là nhiều Và em cảm thấy được là member có rất là nhiều người mới á, họ như thế này Lúc mà giá nó rơi á, rơi sâu, rơi sâu, rơi sâu Họ không dám bắt Nhưng mà khi mà giá xanh một phép Em ơi, anh mua con này được không? Chị mua con này được không? Thì anh chỉ phải thay đổi lại cái suy nghĩ của mình Thật sự là hãy thay đổi vào cái suy nghĩ của mình Đừng nên bao giờ vào và FOMO cả Và em đã gặp rất là nhiều trường hợp và xử lý rất là nhiều trường hợp kể cả là vay ngân hàng, kể cả là mượn nóng hay là lấy tiền nhà đi đầu tư và mất trắng thì em đã gặp rất là nhiều rồi. Cho nên hãy đầu tư những gì mình thấy nó là hợp lý chứ đừng đầu tư theo những cái gì mà người ta đang phô mô ngoài kia. Họ kêu là ôm con này đi x2 x3, đừng có tin. Không có một cái dẫn chứng, không có một chứng cứ nào nó sẽ x2 x3 cả. Hên thì nó x2 x3 đi nhưng mà xui thì sao ạ? Xui nó chỉ 10 chia 20 thì anh chị mất trắng là đúng không ạ? Thì thời điểm hiện tại hãy cân nhắc là đầu tư thật là ít ở trong cái khu vực giá này thôi đừng đầu tư nữa nếu mà đã đầu tư cùng em thì đã đầu tư ở những khu vực này rồi đã ôm rất là nhiều hàng rồi thì bây giờ chỉ chờ là gì chờ con hàng chúng ta nó bung chúng ta chốt lời còn nếu mà nó không bung thì chúng ta vẫn có lời nhưng mà lời một phần rất là ít vậy thôi đó thì cái rủi ro và cái lợi nhuận nó chỉ nằm rất là sát nhau thôi quan trọng là anh chị nhìn ra như thế nào và anh chị lựa chọn cái nào tốt cho bản thân mình hay không đó thì đó là cái lời khuyên bé bé dành cho tất cả anh chị và video ngày hôm nay thì em đã cập nhật rất là nhanh chóng để anh chị rồi tất cả những cái gì về bitcoin ở trong ngắn hạn ở trong dài hạn về ethereum về ancon về vũ hóa về cả nasdaq chứng khoán luôn rồi em đã cập nhật hết tất cả cho anh chị thì ở trong tuần tới ở trong tuần tới em sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để làm video nha anh chị nha thì thời điểm tới thì em sẽ có một vài ngày bận cho nên là tim cũng sẽ chỉ có cập nhật uh, xuyên suốt qua ở uh, trên telegram để anh chị theo dõi thôi. thì anh chị nào chưa tham gia vào telegram thì anh chị có thể là vào cái đường dẫn ở dưới phần mô tả anh chị tham gia ha. chúng ta cùng nhau bàn luận chúng ta cùng nhau chia sẻ uh, những cái kinh nghiệm và cũng như là những cái nhận định của mình để chúng ta có thêm nhiều cái góc nhìn mới hơn về thị trường này. rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này. nếu anh chị thấy video này hay đừng quên để lại một nút like và nút đăng ký để ủng hộ team anh chị nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.